Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn sự kiện Candy Drop. Sự kiện ngày hôm nay là một sự kiện hoạt động mới của bên Ubi và rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm video. Và mình quyết định là làm một cái video mẫu để hướng dẫn cho tất cả anh em, những người cùng với mình đồng hành trong suốt thời gian qua biết cách để chúng ta tham gia vào chương trình Candy Drop này. Chương trình Candy Drop là một ngày hôm nay thì chúng ta có hai dự án. Đó là dự án Scream và PokeSwap. Đối với hai dự án này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về hai dự án này trước khi mình đi vào phần hướng dẫn cho anh em. Trước tiên là đối với dự án Cream, đây trang chủ dự án, đây là một dự án leading xây dựng trên nền tảng Phantom. Dự án này thì có tổng cung là 2 triệu token, tuần hoàn là 435.000. Đây là một cái tổng cung rất là ít và lượng tuần hoàn rất ít. Chính vì thế là giá con Cream này giá cũng rất là tốt. Đối với dự án PokeSwap thì anh em có thể thấy PokeSwap thì tên mã của dự án nó không phải là tên là PokeSwap mà tên mã là tên là Bo, đúng không ạ? Thì dự án này có tổng cung cũng rất là hạn chế là 13,666 triệu token Bo và tuần hoàn là hơn 8 triệu token. Cũng xây dựng trên nền tảng Phantom. Đấy. Thì cả hai dự án này đều là hai dự án rất là chất lượng của nền tảng Phantom và hiện tại thì cả hai con này đã có mặt trên sàn PokeSwap. Anh em có thể kiểm tra về phần giá ở trên trên đây. Trên PokeSwap thì các bạn có thể thấy là giá của một con token Cream thì đang có giá là 37,9 đô. Rồi PokeSwap đây. PokeSwap thì sẽ có giá là 12,3 đô. Và trong sự kiện này, sự kiện Candy Drop này thì chúng ta có một cái phần thông tin về cái việc phân phối token. Để mình, anh em xin anh em ít phút, mình đang đi tìm lại cái phần thông tin. Đây, trong cái việc phân phối thì nó đã có một cái sự thay đổi về cái số token phân phối. Đối với Cream thì sẽ được phân phối là 0,6. Như hôm nãy anh em check là giá 37 nhân với lại 0,6 đô. Tức là nếu anh em nào win thì sẽ ăn được 22,2 đô. Còn đối với Bo thì sẽ là 1,86 bo, thì nếu anh em nào win thì sẽ ăn được khoảng 20, cũng tương đương cũng khoảng lượng khoảng 20 đến 22 đô. Đấy. Thoạt nhìn anh em thấy là nhiều anh em sẽ có nghĩ là nhỏ, nhưng mà thực tế thì các bạn thì thấy ở trong cái diện Candy Drop này thì cái số lượng người may mắn chiến thắng rất là nhiều, nên tới là 6.000. Và hiện tại thì lượng người tham gia là 17,777 người. Tức là hiện nay thì như cái tỷ lệ hiện tại thì cứ 3 người thì sẽ có một người trúng. Đấy, cứ 3 người sẽ có một người trúng anh em nhé. Và nếu ngày mai sau khi mình xếp video các thứ và ngày mai nó tăng lên thì chắc rơi tầm khoảng 30.000. Thì 30 chia 6 tức là 5 người sẽ có một người trúng. Đấy, mà cái phí bỏ ra các thứ cũng rất là rẻ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm về cái hoạt động ở trong cái sự kiện này nhé. Đối với cái sự kiện này thì để tham gia thì anh em thao tác như sau. Cách để chúng ta tham gia thì các bạn sẽ cần phải có 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là đạt chất lượng. Các bạn sẽ cần phải có vốn giao dịch trong vòng 3 ngày đạt tối thiểu là 100 USDT volume. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ cần phải click vào nút đăng ký sự kiện. Rồi một cái bước nữa đó là chúng ta sẽ cần trả lời các câu hỏi. Khi các bạn trả lời đúng một câu hỏi thì các bạn sẽ được tăng thêm 3% cơ hội chiến thắng. Đấy. Các bạn trả lời đúng cả bằng đấy câu hỏi thì sẽ tăng lên 30%. Đó. Rồi. Tiếp theo là phần bốc thăm may mắn thì sẽ chọn ngẫu nhiên những người may mắn sẽ nhận được token. Đấy. Thì anh em chỉ cần nhớ cho mình một là chúng ta chơi đạt volume trung bình 3 ngày 100 đô. Chúng ta có thể một ngày chúng ta chơi 300 đô cũng được. Là ok. Rồi thứ hai đó là đăng ký sự kiện, và thứ ba là chúng ta trả được qua vậy thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lần lượt anh em các bước. Thực ra sự kiện thì rất đơn giản đúng không ạ? Có bổ sung một chút nữa là về thời gian sự kiện thì nó sẽ diễn ra, hiện tại đang diễn ra rồi, và sẽ kết thúc vào ngày 17 anh em nhé. Hôm nay 16 rồi, 17 thì vào lúc 16 giờ ngày mai sẽ kết thúc. Đấy. Chúng ta còn một ngày nữa để chúng ta làm đó. Thì ở đây tất cả mọi thứ thì nó đã rất là rõ ràng cho anh em rồi. Đấy, sự kiện thì không hề có gì là khó hiểu cả.
tham gia rất nhanh chóng và đơn giản thôi. Để cụ thể hóa hơn phần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em trên điện thoại, vì là cái sự kiện này chỉ làm ở trên app của Huobi được thôi, không thể làm ở trên web được, anh em lưu ý nhé. Tham gia sự kiện thì các bạn sẽ cần phải đăng ký một tài khoản trên nền tảng Huobi, nếu anh em có sẵn rồi thì có thể tiếp tục dùng những cái tài khoản cũ các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản ở trên app, các bạn tải app từ ứng dụng Set Play của Apple Store về, gõ từ khóa Huobi sẽ ra được cái app của nó, hoặc là các bạn có thể lên trang chủ của dự án để các bạn có thể tìm lại app của nó. Chúng ta sẽ mở phần ví ra. Chúng ta tiến hành đăng nhập, ở đây mình đã đăng mình bây giờ mình đăng nhập nhé. Ở đây mình vừa nạp sang Huobi một lượng tiền để có thể cày vôn. Đấy. Và ở đây chúng ta có thể xem về demo về giao diện Candy Drop. Ở đây các bạn để ý thấy ở ngay dưới giao dịch dưới này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chữ Candy Drop vậy ạ. Và cái banner của nó luôn. Bây giờ chúng ta có thể theo dõi này. Ở phía trên đây nó có cái khối lượng giao dịch hàng spot hàng trung bình hàng ngày. Hiện tại thì khối lượng giao dịch của mình thì mới đạt là 10 đô thôi. Đấy. Đấy. Trung bình hàng ngày mình mới đạt 10 đô, bây giờ mình sẽ cày vôn lên. Như vậy là mình còn thiếu thiếu 300 trừ đi 30 đúng không ạ? Trừ 30 thì mình còn thiếu 270, bây giờ mình sẽ tiến hành cày vôn. Bây giờ để có thể cày vôn được ngon nữa thì anh em có thể tìm ở đây. Ở trên Huobi xem nó có cái hoạt động nào mà đang chạy mấy cái chương trình ấy. Mấy cái chương trình cày vôn giao dịch để chia sẻ giải thưởng đó, chúng ta có thể chạy luôn vôn của nó cũng được nếu mà nó không có độ lệch. Đấy. Thì đây khi các bạn đạt khối lượng giao dịch pot tối thiểu là 500 đô trị giá LBP trên Huobi thì có thể quay vòng quay vận may chia sẻ tổng phần thưởng là 30.000 đô. Đó. Rồi chơi luôn. Đấy. Rồi để xem nào, sự kiện này diễn ra kết thúc ngày 15 rồi. Đấy, thì anh em có thể để ý những cái hoạt động nó đang chạy đồng thời chạy cùng ấy. Hiện tại thì không có cái hoạt động nào ở trên đây. Nếu có thì mình sẽ cày vô, nhưng mà thôi không có thì thôi. Đúng không ạ? Hơi tiếc nhỉ. Thôi bây giờ mình sẽ cày vô chay thôi. Nghĩa là mình sẽ cày vô 300 đô. Thì ở đây bây giờ anh em sẽ tìm vào cái cặp khả năng là mình chúng ta giao dịch ở bên cặp tròn cũng được. Tròn HT. Tròn các bạn thấy cái độ lệch rất là thấp đúng không ạ? Chơi tròn nhé. Ta sẽ dùng cái lệnh thị trường. Cái này là 30 30 37 39 27 1 này 2 này 3 này 4 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này đó, giờ tính bài khôn là chia ra 15 9 này ok đấy. Mình sang bên cái Candy Drop xem mình đã đủ chưa nhá. Ngon luôn, 113 luôn này. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Tiếp tục rồi. Chúng ta sẽ ấn vào tham gia. Thì không biết là tham gia được cả hai hoạt động không. Theo như mình nhận thấy thì cái con cream này thì khả năng giá cao hơn, mình vào con cream rồi này. Không biết là tham gia được cả hai hoạt động không. Bạn cần trả không USDT nếu dành vật lộn nữa đây xác nhận. Đấy, tôi mình sẽ ấn vào phần xác nhận nha. Xác nhận. Rồi tiếp tục này. Ấn vào xác nhận luôn cái này này. Đó, một phát chơi hai sự kiện. Tức là khi chúng ta chơi hai sự kiện, ta xác suất chắc chắn nó sẽ nâng lên đúng không ạ? Nói thật các bạn là chưa bao giờ admin trúng một kèo là ra đường ở trên Ruby. Anh em thì trúng rất là nhiều. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử ấn vào thằng tăng cơ hội để xem nào. Ở đây nó sẽ có cái câu đố. Chắc chắn một điều anh em lo ngại nhất là bây giờ lấy đâu đáp án, thì admin đã chuẩn bị đáp án sẵn cho anh em rồi. A B ok, 1A 2B 3A 4B và C 4B 5C
Đây, kiểm tra lại lần nữa này. A này. B này. A này. B này. Và C. Thấy chưa? Gửi này nộp luôn này. Chuẩn 100% anh em thấy chưa? Đấy. Xác suất tăng lên 15%. Thấy chưa? Đó. Tiếp theo này. Tăng cơ hội bên bo tiếp này. B, A, C. Ok, cái này thì nó có đến 6 câu, 7 câu hỏi. B, A, C, A, C, C, A. Kiểm tra lại lần nữa nhé. B này. A, C này. A này. C và C. Sau đó là đáp án cuối cùng là A. Nộp luôn này. Chuẩn 100% anh em thấy đáp án đúng luôn, cả 7 trên 7 luôn. Xác suất tăng đến 21%. Đấy, bây giờ thì chúng ta chỉ cần cái thời chờ cái lúc mà sự kiện kết thúc, chúng ta sẽ nhận phân phối thôi. Thì đối với cái sự kiện này ấy, thời gian phân phối thì giải thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản support người chiến thắng trong vòng 12 giờ anh em nhé. Đấy, tức là sau khi sự kiện kết thúc thì trong vòng 12 giờ thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng này. Đấy, tức là nó kết thúc vào ngày 10 17 đúng không ạ? Thì có thể sang ngày 18 các bạn sẽ nhận được nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham gia một hoạt động Candy Drop, một hoạt động có thể coi là iDrop của nền tảng Ubi dành cho những người dùng thường xuyên giao dịch trên sàn cũng như là anh em iDropper. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video về hoạt động rất là hấp dẫn này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ tiếp theo.